前だけ見つめて、この星を守るために受け継いできた秘密の力、三つの心を合わせたら信じた未来に頑張ろう。Xin chào cô và các bạn. Hôm nay tổ của chúng em xin nói một vài nét về tác phẩm Lưu Biệt Khi Sinh Lương của tác giả Phan Bội Châu. Tác giả Phan Bội Châu sinh năm 1867 đến năm 1940, vốn tên là Phan Văn San, hiệu là Sào Nam. Ông sinh ra tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông nổi tiếng thông minh từ bé. Năm 6 tuổi, ông học 3 ngày thuộc hết Tam Tự Kinh. 7 tuổi, ông đã đọc hiểu sách Luận Ngữ. 13 tuổi, ông thi đỗ đầu huyện. Năm 1885, ông tham gia lập đội sĩ tử Cần Vương chống Pháp. Năm 1900, ông đậu đầu giải nguyên nhưng không ra làm quan mà nung nấu con đường cứu nước theo tư tưởng mới. Năm 1904, ông cùng hơn 20 đồng chí khác lập Di Tân Hội chống Pháp. Năm 1905, thực hiện phong trào Đông Du. Năm 1912, thành lập Việt Nam Quang Phục Hội. Năm 1922, ông định thực hiện chính sách cải tổ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự góp ý của Nguyễn Ái Quốc. Năm 1925, ông bị thực dân Pháp bắt cóc và xử án tù chung thân. Ngày di sản văn học thì ông là cây bút xuất sắc của văn chương cách mạng. Các tác phẩm chính như Việt Nam Vong Quốc Sử, Hải Ngoại Viết Thư, Ngục Trung Thư, Chủng Quan Tâm Sử và một số tác phẩm tiêu biểu khác. Về phong cách sáng tác, văn chương của ông có hình thức cổ điển nhưng rất mới mẻ. Đó là vũ khí để tuyên truyền cổ động. Thơ văn ông đã làm rung động biết bao con tim yêu nước. Về xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác thì bài thơ được sáng tác vào năm 1905, trước lúc tác giả sang Nhật Bản tìm một con đường cứu nước mới. Ông làm bài thơ này để giã từ bạn bè đồng chí. Về nội dung chính của bài thơ thì bài thơ khắc họa vẻ đẹp lãng mạn, hào hùng của nhà chiến sĩ cách mạng những năm đầu thế kỷ 20 với tư tưởng táo bạo, mới mẻ, bầu nhiệt huyết sôi nổi và khát khao cháy bỏng trong buổi đầu ra đi tìm đường cứu nước. Về bố cục thì được chia ra thành hai phần. Phần 1 là 4 câu đầu, quan niệm mới về chí làm trai cùng ý chí của cái tôi đầy trách nhiệm. Phần 2 là ý thức được nỗ nhục mất nước, sự lỗi thời của nền học vấn cũ, đồng thời thể hiện khát khao, hăm hở, dấn thân trên hành trình cứu nước. Bài thuyết trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Xin tạm biệt và hẹn